khởi tố người đàn ông đánh gãy hai tay shipper ở Quảng Ngãi. Sáng 23 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tư Nghĩa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạc, 44 tuổi, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa về hành vi cố ý gây thương tích. Ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra hành vi đánh anh Lâm Anh Đạt, 24 tuổi, trú thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, gãy cả hai tay. Các quyết định và lệnh tạm giam nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện phê chuẩn. Riêng bà Tê và ông Nhạc do đang nuôi chăm sóc con nhỏ 2 tuổi nên cơ quan điều tra tiếp tục thu nhập thêm chứng cứ để xem xét có tạm giữ hình sự bà này hay không. Ngày 22 tháng 2, tại cơ quan công an huyện Tư Nghĩa, ông Trương Đình Nhạc khai nhận do tưởng shipper Lâm Anh Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên ông Nhạc lấy tiếp sắt đánh anh Đạt. Sau khi tôi tìm được sợi dây chuyền của vợ tôi xuống nhà hàng xóm kêu anh Đạt lên lấy xe máy đi, chứ không tôi tức tôi đâm chết, anh Nhạc nói. Tuy nhiên anh Đạt khẳng định trong thời gian ông Nhạc dùng tuyếp sắt, vợ dùng ghế inox đánh anh thì không hề nói gì đến chuyện mất dây chuyền. Theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tật của anh Đạt là 24%. Được biết, ông Nhạc từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 2, thời điểm đó anh Đạt đến nhà ông Nhạc để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng. Ông Nhạc không chịu nhận hàng, lời qua tiếng lại, ông Nhạc đấm đá vào người anh Đạt và dùng bình hoa đập vào đầu anh. Sau đó vợ ông này chạy ra kéo cửa cổng nhà, rồi hai vợ chồng dùng tuyếp sắt và ghế inox thay nhau đánh anh Đạt. Các bác sĩ kết luận anh Đạt bị gãy nhiều phần xương cả hai cánh tay. Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Lâm Anh Đạt chỉ học đến hết lớp 9 thì nghỉ, hiện Đạt đang là lao động chính trong gia đình.